Xin chào các bạn. Mình là Hải Vũ. Và đây là Phúc Ngô các bạn. Và sáng hôm nay Phúc Ngô chỉnh sửa lại một số cây. Các bạn xem lại. Trước mặt Phúc Ngô đây là một cây mai. Cây mai phôi đã được ghép tầm khoảng 5 tháng các bạn. 5 tháng. Và nhà vườn này rất là nhiều mai phôi. Và sáng nay Phúc Ngô sửa lại một cây mai có cái dáng cực kỳ xấu các bạn xem cực kỳ xấu, và các bạn chờ xem Phúc Ngô sẽ sửa lại cây mai này như thế nào. Và đây là một khu vườn rất là nhiều mai phôi. Đây các bạn xem lại một số tay cành này các bạn. Thỏ nuôi là nam nữa rồi, nam nữa này, còn ở ngoài đất nó cũng bộ sườn cũng có chững đầu ra là làm vô chảo xa. Đây cây mai cực kỳ xấu thôi các bạn. Phúc Ngô đã làm được một số tay cành và còn phần ngọn nữa các bạn. Chờ xem Phúc Ngô sẽ làm gì. Và đây là một cây mai sáng nay Phúc Ngô mới vừa làm xong. Mới vừa làm xong tay cành nước mọc cho cây mai này, và cây này cũng đã ghép được khoảng 6 tháng, 5 tháng đến 6 tháng các bạn. Đây là những cây mai cực kỳ xấu, đây còn đây rất là nhiều các bạn đó.
Đây là một khu vườn còn rất là nhiều mai phôi cực kỳ xấu các bạn, nhưng mà thân rất là to và nhà vườn này chơi chơi lâu dài, thích chơi những cây lùng lực như vậy các bạn, toàn là phôi 100%. Còn đây này các bạn xem, còn đây rất là nhiều nhiều mai phôi tầm khoảng 5 tháng 6 tháng, có tay cành bằng ngón tay rồi các bạn, bằng ngón tay rồi, khá là nhiều. Còn nữa, ở trong clip này thì tí nữa Hải Vũ sẽ dẫn các bạn đi ra phía trước. Còn rất là nhiều cây lớn và đẹp, và Phúc Ngô cũng đang chỉnh sửa những cây đó rồi các bạn, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Còn phía trước cũng rất là nhiều cây đẹp nữa. Chúng ta sẽ chờ xem Phúc Ngô thực hiện nốt luôn cái ngọn này các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn ra phía trước xem một số cây rất là đẹp ở phía trước nữa các bạn. Có một số bạn hỏi cắt phôi như vậy thì chừng nào mới chơi được, thì theo như Hải Vũ nghĩ thì như vậy là chơi được rồi các bạn. Như vậy mình chơi nó có cảm giác rồi đó. Vậy mình chơi lớn lần, to lần, lâu năm lần thì giá trị nó cao lần thôi. Và xong rồi các bạn, và đây là Phúc Ngô đã làm một cây xấu nhất đầu năm cho các bạn xem. Có một dáng bonsai để mình vào. Các bạn xem lại một số tay cành mà Phúc Ngô đã dẫn rồi các bạn. Và đây là một số cây ở trong trong nhà các bạn, rất là nhiều cây lớn.
rất là nhiều mai các bạn ơi. À, và đây là tổng quan của khu vườn các bạn. Nãy giờ Hải Vũ quay thì cũng đã các bạn cũng đã thấy rất là nhiều cây mai, lớn có nhỏ có các bạn, phơ có và những cây thành phẩm cũng có các bạn. Đây là nhà vườn Hy Hoàng. Hy Hoàng ở Tam Sơn, Quảng Nam các bạn. À, cũng có một số cây thành phẩm cũng rất là nhiều. Và phâu cũng có. Mình thấy lớn cũng có, nhỏ cũng có các bạn. À, và rồi clip này thì đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Mình quay lên cho các bạn xem về một số cây của nhà vườn Hy Hoàng ở Tam Sơn, Quảng Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.